tục series căn phòng bí mật thì ngày hôm nay tôi sẽ làm căn phòng bí mật tại cửa hàng PHD Sport. Thì lần trước tôi đã làm hai căn phòng ở đây rồi, thì lần này tôi sẽ làm căn phòng bí mật thứ ba tại cửa hàng PHD Sport. Let's go. Tiếp tục series truy lùng anh Dưỡng thì ngày hôm nay hai thám tử chúng tôi lại đi tìm anh Dưỡng ở quanh tỉnh Bắc Ninh tiếp. Đây là một thử thách thực sự rất là khó, cũng là một thử thách đối với hai anh em chúng tôi, nhưng mà không sao, anh em chúng tôi là thám tử mà, chắc chắn là sẽ bắt được anh Dưỡng sớm thôi. Và hôm nay tôi sẽ làm căn phòng bí mật ở trong tủ lạnh. Các bạn nghe không nhầm đâu, trong tủ lạnh này có một căn phòng. Nhưng mà tôi chưa làm, bây giờ mới bắt đầu làm. Đồng thời lúc này thì anh Côn Mới Sáng cũng đang đi đuổi bắt tôi. Trong vòng 10 tiếng tới mà anh Côn Mới Sáng bắt được tôi thì anh Côn Mới Sáng sẽ nhận được 10 triệu đồng từ tôi. Mỗi một tiếng tôi sẽ gợi ý một lần nhá, mỗi một gợi ý sẽ trừ đi 1 triệu. Ok mọi người nhá, không nói nhiều nữa, bây giờ tôi tiến hành làm căn phòng bí mật trong tủ lạnh luôn. Anh em mình sẽ đi tìm ở những nơi thân thuộc trước, anh em mình về quê trước. Rồi, ok. Thì lần này anh em mình cố gắng bắt được anh Dưỡng càng sớm càng tốt nhá. Thôi anh cố em mình đi thôi. Rồi, let's go. Vậy là tôi đã làm xong căn phòng bí mật ở trong tủ lạnh rồi. Bây giờ chui vào thôi. Giờ chưa chui được. Giờ không chui được. Xem mọi người thôi, thì bây giờ tôi sẽ cắt một cái lỗ ở trong tủ lạnh, sau đó tôi sẽ chui vào trong căn phòng bí mật nhá. Căn phòng bí mật nó ở sau cái tủ lạnh này cơ. Vừa rồi Dưỡng có làm căn nhà bí mật trên lóc nhà rồi, nhưng mà để chắc chắn thì chúng tôi vẫn vào nhà tìm lại nhá. Các bạn hãy đi theo chúng tôi. Đi tìm ở quanh nhà này xem anh Dưỡng có trốn ở đây không. Đây là lễ khởi công căn phòng bí mật trong tủ lạnh. Đây là lối vào của căn phòng bí mật, sắp xong rồi. À quên mất, tôi chưa nói cho bạn, đây là tủ lạnh tôi nhặt từ bãi rác về nhá. Tủ lạnh hỏng rồi, mọi người nhìn này, không có cái lồi gì luôn, không có dây điện gì luôn. Nói chung đây là tủ lạnh hỏng nhá mọi người nhá. Căn phòng bí mật bị dọn đi rồi, chắc thằng Dưỡng nó không trốn ở nhà đâu. Anh Côn ơi, để em tắm thử cái bể bơi ở căn phòng bí mật trên lóc nhà của anh Dưỡng xem nó như thế nào nhá. Em chưa được tắm thử bao giờ. Mày điên à? Anh em mình đi kiếm ngay để nhận phần thưởng lớn đi. Nhưng mà 2 ngày rồi em chưa tắm thôi, em phải có mấy phút thôi. Vậy là sau hơn 30 phút thì tôi đã tạo ra một cánh cửa trong tủ lạnh. Ok nhá. Nhưng mà vẫn còn một lớp tường nữa, rất là dày, rất là khó. Để làm căn phòng bí mật thì tôi đã rất là bẩn rồi. Để tạo ra được một clip cho mọi người xem thì tôi đã tốn rất nhiều thời gian. Mọi người nhớ like, subscribe để ủng hộ tôi nhá. Ok, tiếp tục. Ôi thằng này, tắm đến bao giờ nữa? Lên đi tìm Dưỡng đi. Ok, đây em lên đây. Đây chính là lối vào căn phòng bí mật. Không nói nhiều đâu, em vào thôi. Đây chính là bên trong căn phòng bí mật. Sau khi vào trong đây thì tôi nhận thấy là cái căn phòng bí mật này khá là chật chội. Nhưng mà không sao, vẫn đứng mới ngồi được là thoải mái rồi, là ok rồi, không sao hết. Thì bây giờ tôi sẽ tiến hành làm nội thất cho cái căn phòng bí mật này nhá, để có thể ở trong đây được 10 tiếng. Thì bây giờ tôi sẽ phải mang những cái dụng cụ thiết yếu vào để ở trong này nhá. Vậy là anh Dưỡng đã không trốn ở nhà rồi, xung quanh cũng không thấy xe ô tô đâu. Bây giờ thì đi tìm ở chỗ nào tiếp theo anh Côn đây. Em ơi, trước ở nhà hay quay video ở nhà văn hóa lắm, bây giờ anh em mình ra nhà văn hóa thử tìm coi. Mấy tập rồi anh em mình cũng chưa ra đấy tìm mà. Đi ra tìm thử, lát mà thấy anh Dưỡng tôi chụp anh Dưỡng như này đấy, dùng mang cái vạt đi để chụp như đợt trước. Lần đầu tiên tôi làm căn phòng xuyên qua cái tủ lạnh như này, thật sự luôn, cảm xúc bây giờ rất là vui, không diễn tả luôn. Nói chung là nó kiểu nó mới lạ, mà nhìn bên ngoài rất là thích luôn này. Anh Dưỡng ơi, nhìn kín lắm. Thế này chắc anh thắng rồi. Kín à? Kín lắm anh ạ. Ờ đấy, anh thì chui ra xem nào. Chui ra để mang nội thất vào luôn. Chui ra xem ở bên ngoài tình hình như nào. Nhà văn hóa này là nơi công cộng rồi, khả năng là anh Dưỡng không trốn ở đây đâu. Nhưng mà vẫn cứ tìm anh ơi. Thùng rác rồi có không? Không có ạ. Không có Sáng ơi. Hôm qua thấy anh Dưỡng livestream có mấy bạn góp ý bảo là anh ơi làm căn phòng bí mật ở trong thùng rác đi, mà anh Dưỡng lại không trốn ở đây ra. Nhưng mà không có, anh kiểm tra hết rồi, mình đi về góc kia xem. Đi, thế đi tìm thêm quanh đây nhá. Chết chè, quá tuyệt vời luôn. Đóng tủ lạnh vào thế này không ai biết luôn. Không nghĩ là một cái tủ lạnh bình thường ấy đúng không? Được đấy nhỉ. Cái này để anh Côn Mới Sáng không bao giờ phát hiện ra tôi luôn. Ê, thắng chắc rồi. À quên mất, hơn một tiếng rồi tôi chưa gợi ý cho anh Côn Mới Sáng. Đó là anh Côn Mới Sáng ơi, đó là em loại huyện Lương Tài nhá. Em không có ở quê đâu nhá, em không ở huyện Lương Tài nhá anh Côn Mới Sáng ơi. Em đang ở một nơi khác. Sáng ơi, ở kia có cái bạt gì che giống căn phòng bí mật không kìa. Vào xem xem có không em ơi. Anh mở ra em chụp nhá. Không có à? Không phải. Ui, hình như hết một tiếng rồi này, anh Dưỡng gửi thông báo này. Gì đây? Loại bỏ Lương Tài anh ạ. Đang ở Lương Tài, loại Lương Tài luôn. Thì Lương Tài đã bị loại rồi, giờ mình sẽ đi các huyện khác đi em ơi. Tức là huyện mình là anh Dưỡng không trốn ở đây rồi. Đúng rồi. Anh em mình sang huyện đây cạnh, huyện Gia Bình đi. Ok. Đi. Cứ tưởng anh Dưỡng cơ. Không nói nhiều nữa, bây giờ tôi sẽ đi làm nội thất cho căn phòng bí mật ở trong tủ lạnh. Tôi đã quét dọn cái căn phòng bí mật này rồi. Bây giờ tôi sẽ tiến hành nhà lát lèn nhá. Lát lèn bằng cái tấm này.
Vì cái phòng này nó bé nên tôi lắp cái lền này rất là nhanh. Nó có 4 tấm này ghép vào thành một cái lền. Những cái căn phòng bí mật của tôi làm thì sẽ không thể thiếu máy tính được. Những cái thiết bị giải trí thời đại 5.0 thì phải có nhá. Thì đây tôi đã mang một chút đồ ăn vào rồi. Vì trong căn phòng này rất là bé, vì vậy là để được cái máy tính khả năng hết rồi. Để thêm một cái nhà vệ sinh nữa thì cũng to quá. Cho cái tủ lạnh vào đây cũng chật quá. Ở căn phòng bí mật lần này hơi tạm bỡ một chút thôi không sao. Ở bên Gia Bình thì có cái tượng đài này là nổi tiếng nhất. Thì bây giờ hai anh em chúng tôi sẽ đi quanh cái tượng đài này tìm để xem anh Dưỡng có làm hầm trú ẩn hay là làm căn phòng bí mật ở đâu quanh tượng đài này không nhá. Anh cô này tìm luôn. Em thì sẽ đi ở trên đồi này nhá để tìm xem có khi là anh Dưỡng đào hầm xuống bên dưới làm phòng trú ẩn ấy. Anh tìm ở dưới tượng đài đi. Cái căn phòng bí mật này khá là bé nên tôi không thể để được giường mới đệm vào trong cái căn phòng này. Vì vậy tôi đã quyết định mang cái ghế sofa này vào trong đây. Đấy, máy tính nhá. Ok, ghế sofa nhá, đồ ăn nhá. Phòng này nó hơi bé nên hơi ít đồ dùng dụng cụ, nhưng mà không sao. Nói chung là với những cái đồ dùng dụng cụ này tôi có thể duy trì được 10 tiếng ở trong cái căn phòng bí mật này để giành chiến thắng sáng anh côn. Dốc này nhìn nguy hiểm thế này, khả năng anh Dưỡng không trốn ở đây rồi, không đào hầm ở đây rồi. Xuống xem anh côn tìm thấy anh Dưỡng chưa. Vùng quanh tượng đài này thì chúng tôi cũng tìm gần hết rồi các bạn ơi. Ở trên kia có cái hầm kìa các bạn ơi. Nhưng mà đây là nơi công cộng thì chắc là Dưỡng không thể làm mà vào trong đấy làm hầm bí mật đâu các bạn ơi. Các bạn đi theo tôi tiếp tục tìm kiếm nhá. Không biết giờ này sáng mai anh côn đang ở đâu, nhưng mà sau khi tôi làm căn phòng như này thì tôi tự tin lần này tôi sẽ chiến thắng nha mọi người nhá. Đây cái tôi còn bịt vào như thế này đấy, hai lớp luôn mới đến lớp tủ lạnh đấy, mọi người thấy chưa. Đấy, bịt hai lớp vào thế này. Căn phòng này lại gọi là siêu bí mật luôn mọi người ạ. Ở lại còn có phòng hỗ trợ tôi bên ngoài nữa. Thử thách này tôi sẽ giành chiến thắng. Thắng ơi, không có đâu em ơi, em tìm trên kia cũng không có anh ạ. Em ơi, trước Dưỡng học cấp 3, giờ cái trường học đấy nó bỏ hoang rồi, có khi nào Dưỡng về đây trốn không? Đi, thế anh em mình cứ về tìm đi, cố gắng tìm ở cái Gia Bình này càng sớm càng tốt, càng được nhiều chỗ càng tốt anh ơi. Đi em ơi. Vậy là căn phòng bí mật trong tủ lạnh của tôi đã hoàn thành. Đây, bây giờ tôi sẽ cho bạn xem. Đấy, đây là cái ghế sofa và đây là cái máy tính để giải trí. Đây là đồ ăn này, đồ ăn Coca, Pepsi, bánh mì, nói chung là rất là nhiều. Đây là cái vali tiền. Phòng nó hơi chật một chút. Vậy là chúng tôi đã đến trường học bỏ hoang nhá. Vùng quanh đây thì cỏ rất là tùm rắn rết nhiều, chắc là Dưỡng mà trốn ở đây nó cũng không dám đâu. Tôi nghĩ nếu mà trốn ở đây nó chỉ lên cái những phòng học kia thôi. Thì bây giờ anh em mình lên trên phòng học đấy hả? Ok. Anh Dưỡng ơi, anh không chạy thoát khỏi lòng bàn tay em đâu. Căn phòng bí mật lần này không được thoải mái cho lắm, không duỗi chân được cho mọi người nhá, phải chân phải vắt lên như này. Nó hơi chật nhưng mà không sao, tôi sẽ cố gắng chịu đựng được để giành chiến thắng anh côn mới sáng nha. Không biết giờ này anh côn mới sáng đang ở đâu nhỉ? Trốn tìm khắp tỉnh thật sự là khó luôn, không hề dễ như mọi người nghĩ đâu. Nói chung là khó lắm. Đây là coi như là như mò kim đáy bể luôn. Thử thách của tôi đưa ra chỉ có khó thôi. Mọi người nghĩ ăn tiền của Phương của Dưỡng dễ thế. Sao lấy được 10 triệu của Dưỡng dễ thế phải không? Nói chung là thử thách đã là thử thách thì phải khó. Ở đây có gầm cầu thang này, liệu Dưỡng có làm cái căn phòng bí mật ở trong gầm cầu thang không? Không có luôn. Tiếp tục di chuyển. Ở đằng sau trường học có một cái bể nước bỏ hoang này. Liệu có khi nào là anh Dưỡng trốn ở trong cái bể nước này không? Nhưng mà ngoài này khả năng nhiều rắn lắm, anh Dưỡng không dám ra đây đâu. Tìm trong trường học thôi. Tuy căn phòng bí mật này hơi bé nhưng mà nó đã đầy đủ tiện nghi rồi, nên cảm thấy rất là thoải mái nha mọi người, rất là thích nha. Thì nếu mà buồn vệ sinh thì tôi sẽ mở cánh cửa này đi ra bên ngoài. Vì trong này chật quá nên không để được thêm cái nhà vệ sinh mọi người ạ. Và đây là nút vàng YouTube của Phương Ưu Dưỡng này. Nút vàng này chỉ có một cái trên thế giới, nhưng không có cái nút vàng giống như thế nào trên thế giới này đâu. Mọi người bấm like, subscribe, đăng ký kênh để giúp tôi lên 10 triệu sub để tôi được nút kim cương nhé mọi người nhá. Chuẩn bị được nút kim cương là mọi người bấm like, subscribe nhá. Không có rồi, trường học này khả năng không có. Để em lên trên tầng xem nào. Không có rồi. Bàn ghế bỏ hoang bạn biết vẫn còn nguyên luôn. Anh con ơi, ở trên này cũng không có đâu. Không có thì thôi, tôi đi xuống đi Sáng ơi. Gợi ý tiếp theo là em sẽ loại huyện Gia Bình. Em không ở Gia Bình nhá anh nhá. Em không ở huyện Gia Bình, em đang ở một nơi rất là kín luôn. Ok, chúc anh với Sáng may mắn. Đây, vali vẫn còn rất là nhiều tiền. Anh cố gắng mà tìm thấy em đi nhá. Gợi ý xong thì lại đậy vali tiền lại. Ok, cất nó đi. Tài nhỉ, anh Dưỡng trốn ở đâu nhỉ? Loại bỏ huyện Gia Bình, đi tìm ở huyện Gia Bình, lại loại huyện Gia Bình. Anh cô đây, anh Dương vừa gửi thông báo cho em là loại bỏ huyện Gia Bình rồi này. Giờ làm nào? Bây giờ anh em mình đi tìm tiếp thôi chứ còn gì nữa. Bây giờ anh em mình sang thị xã Quế Võ tìm đi. Thôi cứ đi lần lượt vậy. Làm lon Pepsi cho đỡ khát nước nào. Khát nước quá. Không biết giờ này anh Côn bên Sáng đang ở đâu ta. Trốn tìm khắp tỉnh thế này thật sự là không thể đoán được ra ở đâu luôn. Nó gọi là siêu khó luôn. Thôi kệ anh Côn bên Sáng tìm ở đâu tìm. Thời tiết rồi đang mưa gió, tôi cứ trốn ở trong cái căn phòng bí mật như này là anh Côn bên Sáng không thể nào bắt được tôi rồi. Thử thách truy tìm anh Dưỡng ở quanh tỉnh Bắc Linh này thực sự rất là khó khăn. Đa số anh em chúng tôi là toàn chạy xe thôi, không có thời gian để đi tìm. Thì mọi người nếu mà thấy video này hay ấy
thì nhớ là bấm like và đăng ký kênh để cho anh em chúng tôi có thêm động lực truy lùng anh Dưỡng nhá. Tiếp tục đi tìm anh Dưỡng thôi. Bây giờ tôi sẽ quay toàn bộ căn phòng cho bạn xem nha. Từ nãy chưa quay. Đây là toàn bộ căn phòng bí mật ở sau cái tủ lạnh. Nó rất là bé thôi. Nói chung là căn phòng này rất là kín luôn. Anh Côn mới sáng mà phát hiện ra tôi ở trong này thì thật sự anh Côn mới sáng giỏi luôn. Độc chạy xe sang bên Quế Võ thôi mà mất nửa tiếng đồng hồ rồi. Giờ anh em mình gấp rút đi tìm anh Dưỡng nhá. Nếu mà tìm thấy là túm sống luôn, em chụp luôn. Thôi đi tìm okay. Đi. Thì ở đây có một cái công viên rất là rộng, rất là đẹp, rất là nổi tiếng ở bên Quế Võ. Thì giờ hai anh em chúng tôi sẽ đi quanh quanh đây tìm xem có thấy anh Dưỡng không. Có khi nào anh Dưỡng làm căn phòng bí mật ở trên cái cầu trượt này không nhỉ? Anh Dương ơi. Bây giờ tôi lại gặp một vấn đề, đó là đi đón con. Bình thường là vợ tôi đi đón được, nhưng mà hôm nay trời mưa gió, vợ tôi lại bầu nữa. Vì vậy hôm nay tôi phải đi đón con. Thì không sao. Thì bây giờ nếu mà tôi đi đón con thì sáng anh cô nhỡ đâu bắt được thì đúng sao này. Nhưng mà vì là vợ tôi đang có bầu mà trời lại mưa, nhưng mà nhỡ đâu bị bắt thì mất 10 triệu. Thôi không sao, nhiệm vụ làm bố vẫn là cao cả hơn. 10 triệu đổi với nhiệm vụ làm bố thì tôi nghĩ rồi. Bây giờ tôi sẽ đi đón con nhá. Cái này phải nhanh gọn. Hú cái gì, con đi tìm cho gần hết rồi, hú cái gì? Đi tìm đi. Đang chơi sướng anh ơi. Sướng cái gì mà sướng? Ở công viên này thì không có rồi sáng ơi. Bây giờ đi tìm chỗ nào nữa? Ở gần cái công viên này thì có một ngôi chùa cũng rất là nổi tiếng ở xã này. Ủa thế anh em mình đi thôi. Đi. Không phải bắt con đâu, con ơi, con đừng dọa bố. Không phải con kia, có phải bắt con không nhỉ? Bông ơi, bông đừng dọa bố. Con tôi lại dọa tôi là kia phải bắt con không? Vậy là anh em chúng tôi đã tới chùa. Wow, chùa ở đây rất là đẹp. Bây giờ thì anh em chúng tôi sẽ đi quanh đây để tìm xem có thấy ô tô anh Dưỡng và thấy anh Dưỡng trốn ở đâu không nhá. Quan trọng vẫn là phải tìm thấy ô tô. Đi rồi giờ mà ô tô chưa tìm thấy thì sao mà thấy người được. Trời hôm nay rất nhiều sương mù, tạo điều kiện cho tôi để trốn anh Côn. Ok, vậy đến nhà rồi. Lên xuống đi. Bye bye. Bye bye con gái nhá. Bố đi trốn đi, xuống nhanh, xuống nhanh. Dê cái là chúc bố chiến thắng nào. Yeah. Mong là không thấy anh Côn mới sáng. Anh Côn mới sáng này rất hay quanh quẩn ở nhà mình mới ở công ty, ở cửa hàng. May hôm nay trời nhiều sương mù mới kiểu nó mưa nhỏ, tầm nhìn cũng hạn chế nên anh Côn mới sáng cũng khó có thể bắt tôi. Trên thời địa lợi clip này tôi chiến thắng chắc rồi. Hai anh em chúng tôi đã đi tìm xung quanh chùa này rồi nhưng mà vẫn không thấy anh Dưỡng đâu cả. Ở kia thì có mấy em đang đá bóng. Bây giờ anh em chúng tôi thử ra hỏi xem là anh Dưỡng có trốn ở đây không nhá. Xem mấy em đấy có biết anh Dưỡng đang ở đâu không. Ôi, anh Côn mới sáng đến tìm chưa? Chưa. May quá, anh Côn mới sáng chưa đến tìm à? Chưa anh ạ. Chơi cái trò này dễ bị đau tim lắm. Tôi không lo nhiều nữa, tiếp tục trốn trong căn phòng bí mật ở trong tủ lạnh. Ăn mừng vì đã trở về căn phòng bí mật an toàn. Yo, mời mọi người uống nhá. Mấy em ơi, hello mấy đứa nhá. Ok, anh ạ. Mấy đứa có thấy anh Dưỡng đâu không? Em không, em không. Bọn em đã ở đây lâu chưa? Rồi. Không có anh Dưỡng trốn ở đây rồi. Anh đang đi tìm anh Dưỡng. Thôi, cảm ơn mấy đứa nhá. Thôi, okay. Mấy đứa đá bóng tiếp đi em ơi. Thôi, bây giờ anh em chúng tôi sẽ di chuyển tới một địa điểm khác nhá. Tìm anh Dưỡng xem anh Dưỡng đang ở đâu. Anh Côn mới sáng này, gợi ý tiếp theo nhá. Em không ở huyện Tiên Du đâu nhá. Em ở một nơi khác, không ở huyện Tiên Du nhá. Ok nhá. Trừ 1 triệu. Vậy là ba gợi ý đã ra rồi, tức là trừ 3 triệu nhá. Anh Côn mới sáng càng lâu bắt tôi thì phần thưởng sẽ càng hạ đi, càng ít đi nhá. Từ từ anh Côn ơi, từ từ. Khả năng anh Dưỡng gửi thông báo anh ơi. Thông báo à? Loại bỏ huyện Tiên Du anh ơi. Thế là anh em mình sẽ không phải đến Tiên Du tìm rồi. Bây giờ thì khả năng lên thành phố đi. Ok, đi lên thành phố rồi em ơi. Bây giờ hai anh em chúng tôi sẽ lên thành phố Bắc Linh để xem anh Dưỡng có trốn ở đấy không nhá. Let's go. À đây. Chơi mới. Vào đây làm gì chật lắm. Vào đây chơi. Khó vào lắm đấy. Ok không? Đấy căn phòng bí mật ở trong tủ lạnh như nào? Cũng ok nhỉ. Ok mà anh thấy hay mà. Trang trí các thứ nút vàng nút bạc rồi đồ ăn các thứ ok đấy. Nhưng mà nếu so với căn phòng đợt trước thì căn phòng này bé tí. Đợt trước là căn phòng trên nóc nhà. Đấy. Mỗi căn phòng có một đặc điểm khác nhau thì nó mới hấp dẫn. Căn phòng trên nóc nhà thì nó sẽ rộng em. Nhưng căn phòng trong tủ lạnh nhìn thấy đâu là rộng. Thế này là tuyệt vời lắm rồi, hơn 1m2 là rộng lắm rồi. Thử thách càng ngày càng khó khăn khi mà trời đang dần chuyển tối. Còn bây giờ thì đang tắc đường nữa. Thực sự đi tìm anh Dưỡng rất là gian lan vất vả. Nhưng mà không sao, anh em chúng tôi sẽ cố gắng. Ở trong này thích thật nhưng mà hai người hơi chật ấy. Thôi em đi ra đi. Chật thật sự luôn mọi người. Căn phòng bí mật ở trong tủ lạnh này hơi chật. Có 1m2 mà hai người thì hơi chật. Vào trải nghiệm thế thôi. Cha nhớ là anh Côn mới sáng mà đến tìm cứ bảo là em không biết nhá. Vâng. Chui ra chui vào căn phòng bí mật này khá là khó khăn đấy mọi người nhá.
Mọi người thấy căn phòng bí mật của tôi quá kín không? Vậy là hai anh em chúng tôi đã có mặt ở thành phố Bắc Linh. Thực sự rất là đáng tiếc khi anh em chúng tôi đã lãng phí mất một tiếng đồng hồ chỉ để đi từ Quế Võ lên trên tới thành phố này. Tắc đường mọi người ạ, tắc đường kinh khủng luôn. Đúng mấy km thôi mà mất một tiếng đồng hồ mới lên tới thành phố. Lãng phí mất 1 triệu đồng anh con ạ. Anh con buổi sáng ơi, tiếp theo là loại thị xã Quế Võ nha. Em không ở đấy đâu, em ở chỗ khác cơ. Trừ 1 triệu. Thì trong quá trình di chuyển thì anh Dương cũng đã gửi thông báo cho anh em mình. Đó chính là loại bỏ Quế Võ anh ạ. Vừa tìm xong, thế không loại bỏ sớm đi lưới để anh em mình đỡ phải tìm. Sao anh em mình lên đây tìm luôn. Thôi bây giờ anh em mình tìm ở quanh thành phố Bắc Linh này đi. Bây giờ thì đi tìm ở đâu được nhỉ? Khả năng là về cửa hàng, vẫn là về những cái vị trí quen thuộc mà anh Dương hay từng tới. Em ơi, Dương nó làm 2-3 cái ở cửa hàng rồi, nó không làm ở cửa hàng nữa đâu. Không anh ạ, vẫn phải về cửa hàng tìm, biết đâu chỗ nguy hiểm nhất là chỗ an toàn nhất. Ừ, thôi đi về đấy tìm lại lần nữa qua. Đi, đi. Tôi tạo ra những cái căn phòng bí mật như này, nếu mà là người lạ thì thật sự là rất khó tìm luôn. Nói chung là căn phòng đã gọi là căn phòng bí mật thì để tìm thấy thì cực kỳ khó. Cái trò chơi này thật sự là thú vị vì mình phải động lão, mình phải suy nghĩ lão xem là người chơi, người trốn ở đâu, người đi tìm đang ở đâu. Nói chung là cái trò này giúp mình có thể tư duy ra. Nói chung là trò này rất thích nha mọi người nha. Mà giờ này không hay cô đến sáng nàng đâu. Tôi đoán là sáng anh cô sẽ đến những địa điểm nổi tiếng để tìm tôi, vì tôi hay đến những chỗ địa điểm nổi tiếng để trốn. Nhưng mà rất tiếc cho anh cô đến sáng thì tôi trốn ở ngay đây thôi, nhưng mà xa lắm. Cửa hàng thì vẫn thấy như mọi khi, chả thấy thay đổi gì. Khả năng anh Dưỡng không trốn ở đây. Thôi cứ đi tìm đi. Uống nhiều nước quá bây giờ buồn vệ sinh rồi. Thôi phải đi, phải giải quyết nỗi buồn rồi. Không có ai, không có ai. Anh cô mới sáng về. Em có làm căn phòng bí mật trong gặp cầu thang làm nặng em. Dương ơi. Vâng. Không có anh đâu. Dương ơi. Thôi anh em mình đi lên trên trần đi. Dương ơi. Em bắt được anh rồi, em biết anh ở đây đây. Anh không phải trốn nữa. Có khi nào làm phòng bí mật ở trong nhà vệ sinh không? Khó ăn nhỉ, phòng thì vẫn thế, trên này vẫn thế anh ạ, khả năng cũng không có ở đây rồi. Xem trong căn phòng này xem nào. Không ngờ lại đúng lúc như thế, đang định đi vệ sinh thì anh cô mới sáng xuất hiện. Thật sự là tôi không ngờ là trùng hợp đến thế luôn. Ôi, tìm tôi như muốn rớt ra ngoài luôn. Ơi, cũng không có anh cô đâu, thế thì trốn ở đâu nhỉ? Thôi khả năng không ở công ty này đâu, anh em mình lại đi thôi. Đang tìm ở trên lầu. Đi bây giờ nhá, quan trọng là anh em mình vẫn tìm ở thành phố hay là đi huyện khác? Khả năng là tìm quanh đây đã. Okay. Trời thì cũng đang tối dần rồi mọi người ạ. Thực sự thử thách này càng ngày càng khó đấy. Càng để tối anh em mình càng khó tìm. Anh em mình không nhanh là lại mất thêm triệu lứa đấy. Thôi đi đi em ơi. Em ơi, ra bếp xem nào. Không có dưới gầm này anh ơi. Khả năng trong nhà vệ sinh này có ấy. Sáng bếp đây cũng không có sáng ơi. Bếp đây toàn bát đúa rồi cũng không có luôn. Đi anh ơi. Về bếp đấy làm gì còn chỗ nào mà trốn anh. Đi. Tài anh cứ trốn ở đâu được nhỉ? Có Phong với Quang ở đây này, hỏi xem có biết Dưỡng ở đâu không. Em ơi, anh Dưỡng đâu? Anh Quang ơi, anh Dưỡng đâu? Phong ơi, anh Dưỡng đâu? Em biết em nói rồi, em không biết đâu rồi. Không biết. Đấy, anh Quang ơi. Hôm nọ anh nói anh Dưỡng rồi, hôm nay thì anh ơi, vẫn nguyên. Mặc lắm rồi, bao việc rồi. Anh Dưỡng đâu? Sao biết được? Thôi sáng rồi. Các bạn nó không biết đâu. Anh em mình đi chỗ khác tìm kiếm thôi. Hối lộ đến thế rồi mà vẫn không nói. Thôi anh em mình đi đi. Gợi ý tiếp theo, anh Côn với Sáng ơi, em không ở huyện Yên Phong. Trừ 1 triệu nha. Em không ở huyện Yên Phong, em ở chỗ khác. Cố gắng tìm đi anh Côn ơi. Cố gắng lên nhá. Anh Côn ơi, anh em mình đi loanh quanh thành phố tìm anh Dưỡng có một lúc thôi mà hết 1 tiếng rồi. Anh Dưỡng vừa gửi gợi ý thứ 5 rồi này. Loại bỏ Yên Phong anh ạ. Gửi gợi ý thứ 5 tức là mình mất 5 triệu rồi. Nếu mà mình bắt được thì chỉ được 5 triệu thôi à. Thôi anh em mình đi tìm nhanh đi để đỡ mất thêm tiền em ơi. Thôi anh ơi, em lạn lắm rồi, em không muốn đi tìm nữa. Bây giờ em có cách này hay hơn này. Anh em mình bây giờ nhá, anh em mình trích ra 1 triệu. Em quen một ông hacker rất là giỏi. Anh em mình hack vào điện thoại của anh Dưỡng để xem vị trí anh Dưỡng ở đâu.
Thôi thế không được, em gọi cho hacker đi. Rồi ok, để em nhắn tin bảo hacker nhá. Không ngờ luôn, đang định đi vệ sinh thì lại gặp sáng anh Côn về. Thật sự là trùng hợp luôn mọi người. Chút em tìm rất là khó. Mà bây giờ buồn vệ sinh quá, bây giờ lại phải đi vệ sinh. May quá anh Côn mới sáng đi rồi. Đi rồi bây giờ lại tôi lại phải ra giải quyết nỗi buồn. Không thể chịu được nữa rồi. Chẳng lẽ lại giải quyết nỗi buồn ở trong cái căn phòng bé tí này. Mùi lắm. Sao? Ông hacker trả lời chưa? Lâu thế. Đây chờ một tí, đây xong có đây rồi. Đây đấy, anh Côn vừa ra là ông hacker gửi vị trí luôn này. Ui anh ơi. Anh Dương ở cửa hàng hay sao ấy? Này. Đây. Đúng vị trí của anh Dương đây. Ông hacker này em tin tưởng anh ạ. Ông này giỏi lắm. Anh Dương đang ở cửa hàng. Trên đời này không có gì sướng hơn bằng đi vệ sinh kịp lúc mọi người ạ. Ra nhóm ra ngoài quán này. Ui. Ông Phong à? Mày làm anh giật cả mình. Chứ cứ tưởng anh Côn hay là anh Côn mới sáng đi chưa? Thôi anh không ra, anh chui vào lớp trước này. Không thì chẳng may rồi, đang như anh Côn mới sáng quay lại bị bắt thì phí công mấy tiếng đồng hồ ở trong căn phòng bí mật. Tiếp tục lại chui vào trong căn phòng bí mật trong tủ lạnh. Em ơi, vừa đấy mình tìm thì có đâu. Khả năng là anh đấy làm căn phòng bí mật ở chỗ nào đấy mà anh em mình không biết. Bây giờ về cửa hàng tìm lại. Đi. Anh Dương đâu? Anh Côn ơi, anh đi lên tìm đi, em đứng cửa em canh em chắc. Anh Dương mà chạy ra thì em chụp. Ok nhá. Em bắt sống rồi, đừng để. Chạy. Ở dưới lầu 1 này thì không thể nào mà có chỗ làm căn phòng bí ẩn được. Thì bây giờ tôi sẽ lên tầng 2 nhá. Khả năng tôi bị phát hiện rồi. Đâu được mà sao chỗ của em. Ôi. Chỗ này thì cũng không thể nào mà làm hầm bí ẩn được các bạn ạ. Vì chỗ này nó rất là nhỏ. Chỉ có trốn người không ở đây thì may ra thì được thôi. Không có luôn. Sao bên đây đông bắn à? Ô mình ý. Chẳng lẽ là ông hacker là hacker sai. Không có luôn các bạn ơi. Vào cái căn phòng bí mật ở trong kia xem sao. Không có luôn các bạn ơi. Thế thì bây giờ chắc chỉ có ở trên mái tôn thôi. Anh nghĩ đó bây giờ chỉ còn ở trên mái tôn thôi. Thế thì đấy anh ơi. Nhưng mà em vẫn phải ở đây canh chứ. Em cứ ở đây canh đi. Cố gắng lại anh ơi, bắt đây anh trước thôi. Tôi sẽ trèo lên mái nhà bắt tầng dưới nhá. Vì ở dưới nhà tìm hết rồi không có thì tức là nó chỉ có trên mái nhà thôi. Anh Côn đang trèo lên lóc nhà. Vậy là tôi đã trèo lên mái nhà nhá. Thế bên này là không có rồi. Thế bây giờ tôi sẽ di chuyển sang mái bên kia. Ô, cũng không có luôn. Tài thế nhỉ các bạn nhỉ. Ở dưới công ty cũng không có mà trên mái này cũng không có. Mà ông hacker ông gửi định vị là giếng trốn ở công ty mà. Bây giờ tôi lại xuống dưới đất tôi tìm lại các bạn ơi. Sao anh Côn mới sang anh biết tôi ở đây? Lại bảo là anh chưa có ra đi. Sáng ơi, anh tìm hết rồi không thấy đâu em ơi. Em đứng đây chặn anh Dương không có thấy đâu. Anh thử đi tìm kỹ lại một lần nữa xem nào. Chắc chắn là ở cửa hàng này thôi. Ok. Tìm kỹ vào anh ạ. Khả năng em phải đi tìm phụ người chứ. Phụ đi em ơi. Robot đây là không có rồi. Trốn đâu anh ơi. Em biết anh ở đây anh. Trốn đâu. Này khó thế nhỉ. Mấy cái tủ này chẳng lẽ lại chui vào trong đây được à. Mấy tủ này cũng kiểm tra rồi luôn. Em phải vào trong căn phòng của cầm cơm ăn. Cứng lắm, không có cái chỗ nào để làm phòng được hay sao ấy. Ở đây cũng không có luôn, đây toàn cái hộp thôi. Không thấy là sao nhỉ? Để em lên tầng, anh tìm kỹ vào, chỉ có sót chỗ nào đấy. Đây cũng không có luôn. Chắc chắn là chỉ ở cửa hàng này thôi. Nhà tắm không có. Không có luôn. Ui. Sáng ơi, có dấu vết. Bắt được anh Dương rồi. Bắt được anh Dương rồi. Bắt được anh Dương rồi. Đã
Bắt được anh Dưỡng ơi. Yeah. Làm căn phòng bí mật ở trong tủ lạnh nhưng mà vẫn bị bắt. Ra đây. Cuối cùng bắt được anh Dưỡng. Yeah. Đâu cho khỏi lắm anh ơi, thoát làm sao được hai thái tử em. Quá đẳng cấp, tìm được đây là quá đẳng cấp. Nhưng mà đi rồi sao lại quay lại anh? Anh ơi, anh không cần biết lý do. Quan trọng là anh em mình bắt được. Đúng rồi, vậy là 5 triệu. Vậy là tôi thất bại trong thử thách trốn tìm đuổi bắt này. Nếu mọi người cái thử thách này hay, cho tôi like, subscribe, đăng ký kênh thì tôi sẽ làm nhiều video liên quan thử thách trốn tìm căn phòng biển hơn nữa nhá. Cảm ơn các bạn xem clip, hẹn gặp các bạn clip tiếp theo. Xin chào tất cả các bạn.